Sau lễ nhập kim quang cố Thượng tọa Thích Viên Hải, Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam vừa viên tịch, đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam và nhiều đoàn đã đến chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ viếng tang đảnh lễ giác linh Thượng tọa. Theo đó, sáng ngày 24 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày mùng 3 tháng 2 nhuận Quý Mão, Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã đến viếng tang cố Thượng tọa Thích Viên Hải. Đoàn do Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi với đoàn có Hòa Thượng Thích Đồng Nguyện, Hòa Thượng Thích Hạnh Nhẫn, Đồng Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Trước giác linh đài, Chư Tôn Đức đã thành kính dâng hương tưởng niệm Thượng tọa Thích Viên Hải, hữu nhiễu kim quang và đồng tụng thời kinh cầu nguyện giác linh ngài được cao đăng thượng phẩm. Cùng ngày, các chùa tự viện trong và ngoài tỉnh, chư huynh đệ môn đồ pháp phái chùa Đạo Nguyên đã đến viếng hương tưởng niệm và cầu nguyện giác linh cố Thượng tọa, thượng phẩm thượng sanh.